Không, tha mạng gì. Chơi game mà kêu tha mạng. Chơi game mà kêu tha mạng. Vậy cái lúc em giết top anh em có tha không? Cái lúc em giết top anh em có tha không? Cái lúc em giết top anh em có tha đâu? Cái lúc em giết top anh em đâu có tha đâu. Em đâu có tha cho top anh đâu sao em kêu anh tha. Quá wow, chó chửi mình luôn chứ. Ồ, láo. Tụi tha mẹ anh ơi không chứ, cờ cờ anh. Láo, quỷ chấp dễ thương. Giờ sắp phải đánh láo á, sắp có lát là đứng láo chứ không. Ô này không lát là giết này nè. Trời ơi, giết thằng không lát em giết AD chứ. Xíu nó thua rồi nha. AD nó dở, AD nó hay là thua, pha này thua. Giết kiểu mình đi boss á. Đi boss cặp boss này. Cái đồ sạch đấy. Nếu mà kiểu một trong hai đứa ai mà mất lát á thì đứa còn lại nó còn lát thì nó phải quýnh kiểu láo xíu á. Kiểu quýnh bết cho thằng còn lại dễ chơi á. Chứ thằng không lát cho thằng có lát mà đứng lùi lùi. Quýnh khó, khó cho cả hai. À, tụi này bị khủng hết rồi, trời chơi gì vậy. À, mất hết vài ghiếp cái tù luôn chứ. Tào lao thì lời cho team mình, lỗi cho mình thôi. Không bị ghiếp to. Nice. Không, tha mạng gì. Chơi game mà kêu tha mạng. Chơi game mà kêu tha mạng. Vậy cái lúc em giết top anh em có tha không? Cái lúc em giết top anh em có tha không? Cái lúc em giết top anh em có tha đâu? Cái lúc em giết top anh em đâu có tha đâu? Em đâu có tha cho top anh đâu sao em kêu anh tha. Quá wow, chó chửi mình luôn chứ. Ồ, láo. Tụi tha mẹ anh ơi không chứ, cờ cờ anh. Láo vừa dễ thương nữa chứ. Ây da. Má ghê quá vậy. Ây da. Ghê quá vậy, lùi không có mục tiêu gì đâu, lùi anh em ơi. Lùi lại luôn á. Tôi lại ở giết này á, cô lập nó. Cô lập nó, hay 2-3 lời.
cái gì mạnh quá vậy? Domino rồi. Tao có lát, tao lát giết nó kìa ta. Nó đâu có lát đâu trời. Tại sao? Tha anh ơi. Tha đủ. Nãy lên mày kêu tha cái tao. Tao nói chuyện vui chuyện với mày cái mày kêu hả? Anh cờ cờ. Vì á chấp dễ thương.